Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người một cái dự án đào cái đồng BTN. Đây là cái kèo coi ví của cái ví Pencer nhé. Thì đây là một cái ví mới ra và rất là tiềm năng. Rồi ok mọi người, như mọi người thấy ở trên màn hình, sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện ở đây. Thì với cái dự án này thì tổng khung của nó chỉ có 100 triệu thôi nhé, nên mọi người hãy nhanh tay đăng ký và tiến hành khai thác ngay cái đồng này, bởi vì là khi mà cái số lượng người nó đông lên ấy thì cái tốc độ đào của nó cũng sẽ bị giảm đi, nên mọi người đừng bỏ qua những cái kèo ngon ăn như thế này. Rồi, đầu tiên khi mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả nó sẽ xuất hiện như này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người tải xuống ứng dụng trên iOS hoặc Android nhé. Nếu ai có hệ điều hành nào thì sẽ tiến hành đăng ký theo hệ điều hành đó nhé. Thì ở đây thì mình sẽ tải ứng dụng ở trên Android xuống. Và mọi người lưu ý này, hệ thống mã thông báo đổi mới bắt đầu thu thập mã thông báo BTN ngay bây giờ và chuyển chúng đến ví của bạn khi quá trình phân phối bắt đầu nhé. Và trước khi tiến hành cài đặt và đăng ký, mọi người bấm vào đây để copy cái mã mời cho mình này. Rồi, ok. Hoặc là mọi người có thể giữ để copy cái mã mời này. Rồi, chọn chép này. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái hệ điều hành tương ứng để cài đặt và tải xuống nhé. Rồi, sau đó mọi người sẽ chọn cài đặt cho mình. Rồi, sau khi cài đặt xong mọi người mở ra để tiến hành đăng ký này. Mọi người sẽ bấm chọn vào Create Under Account này cho mình. Rồi, ở dòng này thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ email nhé. Rồi, ở dòng bên dưới này thì chính là cái mã mời. Mọi người phải có mã mời này thì mới đăng ký được nhé. Còn nếu ai không có mã mời thì mọi người có thể dán cái mã mời mà như đầu video mình đã hướng dẫn ý, mọi người sao chép cái mã mời đó và dán vào đây nhé. Ok mọi người, và sau đó thì mọi người sẽ bấm vào Create Under Account này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chọn Ok. Rồi, sau khi bấm vào Create Under Account thì nó sẽ xuất hiện một cái mã bí mật ở đây. Thì cái mã này sau này mọi người dùng để khôi phục lại cái ví nhé. Thì mọi người cần lưu lại cái mã này và cất nó đi này. Rồi, và mọi người sẽ bấm chọn vào copy nhé. Để copy lại và lưu lại vào một nơi an toàn nhé. Phòng trường hợp là sau này mọi người có bị mất ví hay là bị mất máy thì mọi người có thể khôi phục lại được cái mã ví này. Thì mọi người sẽ bấm chọn copy này nhé. Rồi, mọi người sẽ copy cả hai cái mã này cho mình nhé. Ok chưa? Rồi sau đó thì phải bấm chọn am đăng này, am đôn này. Đó, thì mọi người sẽ cần copy lại cái mã private key này và cái mã đây đây là mã private key nhé. Thì mọi người sẽ phải copy và lưu lại và cất đi. Còn ở dưới này là cái mã asset key. Mọi người cũng phải copy lại và cất đi nhé. Giờ bây giờ bấm chọn copy cái mã này để tiến hành đăng ký tiếp này. Sau đó mọi người sẽ bấm chọn vào am đôn cho mình. Rồi, và tiếp tục mọi người sẽ bấm chọn vào login. Rồi, thì để login được thì mọi người sẽ dán cái mã private key hoặc asset key vào đây. Rồi, mọi người vừa copy để dán vào. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn login này. Ok mọi người, sau khi login xong thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Ở đây mọi người sẽ bấm vào chữ Reward Center này ở dưới cùng góc bên trái này nhá. Mọi người bấm vào đây cho mình. Và mọi người kéo lên và sau đó bấm vào Claim Token. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo cái thanh trượt này nhá, ghép hai cái hình này trùng với nhau. Rồi, như vậy là mọi người sẽ nhận được 5 cái đồng token này trong 8 tiếng đồng hồ. Tức là cứ 8 tiếng là mọi người sẽ quay trở lại và bấm cờ la một lần để nhận 5 cái đồng token PTN này nhé, của cái ví Pencer token này. Ok mọi người, quay trở lại này. Ở đây mọi người có thể bấm vào mục sitting. Đó, thì nếu mà ai mà chưa ở đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người là thiết lập cái mã Google Authent đấy. Thì mọi người có thể tham khảo cái cách thiết lập Google Authent ở trên YouTube nhé. Thì ở đây thì mình chỉ hướng dẫn qua cho mọi người thôi.
Đó, thì ở đây nó sẽ có những cái mã này, mã private key và mã asset key mọi người có thể copy và lưu lại nhé. Ok mọi người, quay trở lại này. Tiếp theo thì mọi người rồi quay trở lại trang chính của ví, mọi người sẽ bấm vào mục referral này. Ở đây thì mọi người sẽ nhận được cái liên kết giới thiệu nhé. Đây chính là cái mã mời của mọi người này, và đây chính là cái đường link chia sẻ. Mọi người copy cái đường link này đi chia sẻ để nhận thêm cái đồng token này nhé. Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Setting này. Rồi thì cái việc mà cài đặt cái mã Google Authent ấy thì mọi người sẽ bấm vào đây cho mình. À không phải, ở đây thì nó lại không yêu cầu cài đặt Google Authent, mình nhầm với cái dự án khác rồi. Xem có đúng không? Ok mọi người, thì cái dự án này nó không bắt mọi người phải cài đặt Google Authent nhé. Mình đã nhầm sang một cái dự án khác. Rồi thì đơn giản chỉ có vậy thôi. Cứ sau 8 tiếng đồng hồ thì mọi người sẽ quay trở lại để claim 5 cái đồng token BTN này. Và đây là một dự án khá ngon của cái ví Pencer, nên mọi người cũng đừng bỏ qua những cái kèo free và ngon ăn như thế này nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.